Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút trên 130 dự án ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký khoảng 48.000 tỷ đồng. Trong đó có các dự án quan trọng quy mô lớn của lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2. Hai dự án sân gôn đầu tiên trên địa bàn tỉnh là dự án sân gôn Glory, thành phố Phổ Yên và dự án sân gôn Tân Thái, huyện Đại Tử. Cùng với đó, Thái Nguyên liên tiếp lọt tốt đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho khoảng 130 lượt dự án với tổng số vốn khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, Thái Nguyên có trên 210 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 11,2 tỷ đô la Mỹ.